Sau khi rời đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Theo nguồn tin từ tờ Bothai, ông thầy người Hàn Quốc đã từ chối hai lời mời khủng từ Indonesia trong thời gian qua. Đầu tiên là lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Indonesia, PSSI. Họ muốn mời ông vào ghế giám đốc kỹ thuật với mức lương siêu khủng lên tới 1,5 triệu đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 35 tỷ đồng. Thế nhưng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từ chối vì lý do gia đình. Sau đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc nhận được một lời đề nghị khác từ đội bóng hàng đầu Indonesia là Persib Bandung với mức lương 965.000 đô la Mỹ mỗi năm, tương đương với 22,8 tỷ đồng. Thế nhưng, ông Park Hang-seo khẳng định muốn làm công tác đào tạo trẻ thay vì dẫn dắt một câu lạc bộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có ý định xây dựng học viện bóng đá ở Việt Nam. Ngay từ khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông đã không ít lần hé lộ nguyện vọng muốn tiếp tục ở lại mảnh đất hình chữ S để làm công tác đào tạo trẻ. Trong thời kỳ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều duyên nợ với bóng đá Indonesia. Sau 9 lần đối diện với các đội tuyển của xứ vạn đảo, ông Park Hang-seo đều bất bại, thắng 7 và 2. Trong đó, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo đã thắng 3, hòa 2 trước Indonesia. Đó là lý do những người hâm mộ Indonesia luôn dành sự kính nể cho ông Park Hang-seo. Ngay sau khi ông rời khỏi đội tuyển Việt Nam, nhiều đội bóng ở xứ vạn đảo đã gửi lời mời cho chiến lược gia người Hàn Quốc.